Lô đất giấy em muốn giới thiệu đến quý anh chị là di chuyển bằng con đường đất như thế này khoảng 150 mét quý anh chị nhé, là tới đường nhựa luôn ạ. Và khu vực này là lô giấy chúng ta quý anh chị nhé. Đó, đất chúng ta thì khu vực này thì gia chủ đang trồng điều quý anh chị. Điều thì gia chủ trồng cũng khá là đẹp, đã bắt đầu vào thu chính như quý anh chị nhé. Và bên trái màn hình quý anh chị đang xem đây là sầu riêng của nhà hàng xóm. Thì tiện đây em cũng quay qua một chút để quý anh chị chúng ta xem cây trồng, cây công nghiệp ở khu vực này quý anh chị nhé. Và đây bên phải màn hình quý anh chị đang xem là đất chúng ta, khu vực này đang trồng điều, điều cũng đã bắt đầu vào thu chính rồi quý anh chị nhé. Đất chúng ta là đất đỏ ba gian rất là bằng phẳng luôn. Và trên đôi đất chúng ta thì có điện ba pha và tưới nước suối quý anh chị nhé. Suối thì nước thì thoải mái luôn, thì lát em sẽ quay quý anh chị chúng ta xem nguồn điện và cái nguồn nước quý anh chị xem thật cụ thể ạ. Và lô đất giấy chúng ta tổng diện tích là 1,8 hecta, thì gia chủ có gửi em bán với giá 1 tỷ 100 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 1 tỷ 100 triệu là bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Và đất giấy chúng ta thì có địa chỉ tại xã Gia Bia, huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Từ vị trí này chỉ di chuyển đến đường tỉnh lộ 675 chỉ khoảng hơn 1 km quý anh chị nhé. Và chúng ta di chuyển về trung tâm ủy ban xã Gia Bia khoảng 2,5 km ạ. Chúng ta di chuyển về trung tâm thị trấn huyện Chư Pờ Rông khoảng hơn 10 km quý anh chị nhé. Và chúng ta di chuyển về thành phố Pleiku, Gia Lai khoảng 35 km thôi. Và khu vực này trồng toàn bộ là cà phê tơ hết quý anh chị nhé. Lô đất dãy chúng ta khoảng 2 phần 3 là trồng cà phê quý anh chị nhé. Cà phê tơ toàn bộ ạ. Và chỉ có mấy sào là gia chủ trồng điều thôi quý anh chị nhé. Điều thì đã bắt đầu vào thu chính rồi, cũng rất là đẹp. Trồng rất là thưa thoáng quý anh chị nhé. Và cà phê của chúng ta thì cũng khá là đẹp luôn. Cà phê này đang là cà phê tơ nhé. Chất đất đỏ ba gian, đất khá là bằng phẳng quý anh chị có thể quan sát trên màn hình nhé. Và khu vực của chúng ta thì dân cư ở xung quanh cũng có dân cư ở quý anh chị nhé. Dân cư ở xung quanh nhưng đất dãy thì dân cư ở cũng hơi thưa quý anh chị. Lô đất dãy chúng ta chỉ cách đường nhựa khoảng 150 mét thôi nhé. Quý anh chị có thể quan sát điều gia chủ trồng cũng đã bắt đầu vào thu chính vào kinh doanh hết rồi quý anh chị nhé. Chất đất thì đất đỏ ba gian, đất rất là bằng phẳng luôn quý anh chị. Đất chúng ta bằng phẳng, chỉ có khu vực chạy dọc theo suối thì hơi có độ dốc nhẹ một chút thôi quý anh chị nhé. Và em xin nhắc lại địa chỉ thông tin lô đất chúng ta. Lô đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Gia Bia, huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Lô đất này chỉ cách đường nhựa khoảng hơn 100 mét thôi, và cách đường tỉnh lộ 675 khoảng hơn 1 km. Và chúng ta di chuyển ra đến ủy ban trường trạm thì khoảng 2,5 km thôi quý anh chị nhé. Và cách thị trấn huyện khoảng hơn 10 km thôi ạ. Và cách thành phố khoảng hơn 35 km quý anh chị nhé. Lô đất giấy chúng ta có tổng diện tích là 1,8 hecta. Gia chủ có gửi em bán với giá 1 tỷ 100 triệu quý anh chị nhé. Vâng, giá thì 1 tỷ 100 triệu là bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 và kết bạn Zalo nhé. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn thêm quý anh chị cụ thể hơn ạ. Và lô đất dãy chúng ta thì có điện ba pha tưới suối quý anh chị nhé. Và đây là cái nguồn nước của chúng ta đây quý anh chị. Đó, suối thì đang là đỉnh điểm mùa khô mà suối rất là nhiều nước quý anh chị nhé. Tưới điện ba pha. Và quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo với em. Bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây ạ. Ui, cái hồ nó dài gấp rồi. Luôn lấy làm chùa đấy, chứ mấy đèo chứ mấy hồ.